Sau 3 ngày tổ chức, lễ hội Đền Thượng thành phố Lào Cai đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng cảm xúc cho nhân dân và du khách dịp đầu xuân năm mới. Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, lễ hội Đền Thượng đã diễn ra an toàn, đảm bảo, trang trọng, quy mô và hiệu quả, mang đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm tốt nhất. Đây là lần đầu tiên em đến với cái lễ hội Đền Thượng, thì em thấy ở đây cái không khí lễ hội rất là sôi động và mọi người đi thì rất là hân hoan, nô nức, tại vì chắc có thể là một phần là do thời tiết rất là ủng hộ nên rất là vui ạ. Tham gia lễ hội này, tôi cảm thấy được văn hóa của người Lào Cai rất nhiệt tình và mọi người tiếp đón các du khách rất nồng hậu. Lễ hội Đền Thượng năm nay đã tiếp đón 17 đoàn đại biểu trong và ngoài tỉnh, thu hút trên 200.000 lượt nhân dân và du khách đến du xuân vui hội. Thời tiết rất đẹp trong 3 ngày lễ, tạo ra khí thế phấn khởi cho nhân dân đón một năm mới tràn đầy năng lượng để bảo vệ Tổ quốc, xây dựng phát triển kinh tế của tỉnh biên giới, đảm bảo ngày càng phồn thịnh, gìn giữ lại tất cả các nét đẹp văn hóa dân gian và thể hiện một cái nét riêng có của đồng bào các dân tộc, 25 dân tộc của tỉnh Lào Cai. Việc tổ chức thành công lễ hội Đền Thượng Xuân Giáp Thìn là tín hiệu vui, báo hiệu một năm mới nhiều may mắn, thêm nhiều khởi sắc. Đây cũng là sự kiện quan trọng được tổ chức trước khi thành phố Lào Cai tiến hành trùng tu tôn tạo mở rộng không gian quy hoạch Đền Thượng trong năm 2024.